Anh trai Say Hi tập 11, lý do anh Tú Atos khó vượt qua Hiếu thứ hai. Tập 11 Anh trai Say Hi hé lộ đêm thi thứ 5. Các đội trưởng là 4 người có điểm bình chọn cá nhân cao nhất ở vòng thi 3. Quang Hùng Master D, Hiếu thứ hai, anh Tú Atos, Đức Phúc là đội trưởng mới. Quá trình lập đội đầy ngẫu nhiên, thế nhưng Hiếu thứ hai vẫn là đội trưởng duy nhất hoàn thiện đội hình sau 3 lựa chọn đầu tiên. Điều đó cho thấy kinh nghiệm và sự uy tín mà Hiếu thứ hai có được sau nhiều lần chèo lái đội giành chiến thắng. Kết quả lập đội như sau: đội Hiếu thứ hai gồm các thành viên là Song Luân, Jisho, Dương Domic; đội Atos có Ryder, Isaac, Hungry K; Đức Phúc chiêu mộ được Quân AP, anh Tú, Captain; Quang Hùng Master D có các thành viên Nekaf, Pháp Kiều, Eric. Với đội hình như trên, Hiếu thứ hai và anh Tú Atos được đánh giá là sở hữu nhiều cái tên mạnh. Nhiều khán giả dự đoán nam rapper sẽ tiếp tục giành chiến thắng. Hiếu thứ hai có đội hình gần như toàn diện khi các thành viên đều có khả năng hát nhảy tốt, ngoại hình sáng sân khấu. Cá nhân Hiếu thứ hai đang dẫn đầu điểm bình chọn và anh đã toàn thắng tất cả những lần làm đội trưởng. Ở lần lập đội cuối cùng, Hiếu thứ hai đã chiêu mộ được Song Luân về đội sau nhiều lần lỡ hẹn. Thế nhưng Jisho và Song Luân đều vào vòng trong nhờ vé vớt, cho nên điểm bình chọn cá nhân của họ đều đã giảm sút. Đó sẽ là thử thách cho Hiếu thứ hai làm sao để giúp các thành viên tỏa sáng và chinh phục được khán giả. Ở đội anh Tú Atos, anh có Hungry K, người gần như bất bại ở anh trai Say Hi và có tiếng vào đội nào đội đó thắng. Lần duy nhất Hungry K thua là ở đêm thi thứ 3 khi đối đầu với đội của Hiếu thứ hai. Đã có một lần đối đầu trực tiếp và thua, anh Tú Atos sẽ phải vượt qua Hiếu thứ hai nếu muốn giành chiến thắng. Chưa kể, các đội trưởng Quang Hùng, Đức Phúc cũng đang dốc toàn lực cho màn cạnh tranh cuối cùng. Ở vòng thi trước, anh Tú Atos dẫn dắt đội nhưng chỉ xếp hạng 2 khi gặp Hiếu thứ hai và nhóm Kết Năng nổi trội hơn về khả năng sản xuất. Anh Tú Atos cũng có số ít lần làm nhóm trưởng hơn Hiếu thứ hai và có một lần là thành viên ở trong đội của đàn em. Cuối tập 11, 16 ca sĩ tham gia vào các trò chơi để giành quyền chọn nhạc. Sau 3 trò chơi, đội Hiếu thứ hai giành hạng nhất. Đội Hiếu thứ hai chọn bản nghe thử số 4. Đây cũng là bản beat được đánh giá là rất hay. Tiếp theo, đội Đức Phúc Mạo Hiểm chọn bản beat số 1 mang phong cách hip hop. Đội Quang Hùng Master D chọn bản nhạc số 2 và đội Atos chọn bản nghe thử số 3. Đáng chú ý là ở đêm thi tiếp theo, 16 thí sinh sẽ có 16 phần trình diễn solo ở bên cạnh các màn trình diễn nhóm. DJ Alan Walker sẽ là khách mời đặc biệt trong đêm chung kết, hứa hẹn sẽ có màn kết hợp thú vị với dàn sao Việt trong Anh trai Say Hi. Được biết vừa qua 6 anh trai, Song Luân, Quang Trung, Ali Hoàng Dương, Hùng Huỳnh, Captain, Wing lần lượt nói lời chia tay với chương trình, tuy nhiên Song Luân và Captain được hồi sinh vào phút cuối. Tập 11 mở đầu với màn thi đấu tranh giải nhất nhì vòng tứ kết của team Hungry K và team Atos. Team Hungry K mở màn với bài hát Kim Phút Kim Giờ, tác giả DC Tâm, là một bản ballad nói về tâm sự của một cặp đôi yêu nhau nhưng phải bỏ lỡ mất nhau. Dù có tiếc nuối cũng không thể níu giữ thời gian đứng yên hoặc quay trở lại. Nekaf đảm nhận verse rap đầu tiên. Đứng trước chiếc đồng hồ đã ngừng hoạt động, rap như kể chuyện mở ra dòng tự sự đầy tiếc nuối. Hiếu thứ hai và Pháp Kiều đứng cách nhau bởi những hàng ghế đỏ và một loạt đồng hồ đặt trên ghế như là thời gian và khoảng cách đang tồn tại giữa cặp đôi. Hai rapper kết hợp ăn ý và cuốn hút với phần rap đối đáp, lyric thể hiện tâm trạng của một cặp đôi tan vỡ. Hungry K gây bất ngờ khi hát một đoạn chorus và đoạn break cao trào, đầy cảm xúc giữa bối cảnh là một góc phòng đầy kỷ niệm. Isaac thể hiện mượt mà phần điệp khúc với cú twist cuối là sự xuất hiện của Hoa hậu Tiểu Vi trong hình ảnh cô dâu rưng rưng nước mắt trong ngày cưới. Từ bản demo Đều là của em của tác giả Salita Hồng Vịnh, Song Luân, thành viên của team Anh Tú Atos là người đã viết lại lời cho bài hát. Song Luân được giám đốc âm nhạc Justin T gợi ý nên làm nhạc disco theo hướng retro. Verse 2, phần rap melody của bài hát do Atos viết lời, tiết mục được đầu tư sáng tạo từ âm nhạc trang phục đến ý tưởng. Các anh trai dành hết thời gian và tâm huyết làm nhạc, tập nhạc cụ, tập bungee và cả siếc để có thể mang đến một màn trình diễn cháy hết ga hết số. Hóa thân thành năm anh trai cao bồi đắm chìm trong tình yêu, Atos, Song Luân, Anh Tú, Quang Trung, Dương Domic vừa hát vừa treo mình trên không, vừa bay lượn trên sân khấu và chơi nhạc cụ, mang đến những năng lượng bùng cháy, khuấy động cả trường quay.
Hồi hộp và căng thẳng nhất là phần công bố kết quả của Livestack 4. Đội Hurricane hạng nhất nhận được tổng cộng 2.287 bình chọn của khán giả, đồng nghĩa là nam anh trai Hurricane hiệu thứ 2 Nikaf, Isaac, Pháp Kiều an toàn bước vào vòng chung kết. Đội anh tú Aetos hạng nhì với 3 trên 5 thành viên vào chung kết là anh tú Dương Domic, Aetos. Đội Eric hạng 3 với 2.128 bình chọn từ khán giả, Đức Phúc, Quân AP an toàn vào chung kết. Đội Rider hạng 4, người duy nhất an toàn là Quang Hùng Master D. 9 anh trai bước vào vòng nguy hiểm gồm có Song Luân, Quang Trung, Eric, Jisho, Hùng Huỳnh, Rider, Captain, Wing, Ali Hoàng Dương. Trong số họ có 6 người chia tay với chương trình. Đội hạng nhất của Livestack 4, đội Hurricane được quyền cứu một người nhưng không biết điểm số cá nhân của bất cứ ai trong đó. Trước một lựa chọn quá khó khăn, cả đội đã bàn bạc rất nhiều và quyết định dành cơ hội cho Jisho. Trong số những anh trai còn lại, căn cứ vào điểm cá nhân, Eric, Ryder được vào vòng an toàn. 6 anh trai, Song Luân, Quang Trung, Ali Hoàng Dương, Hùng Huỳnh, Captain, Wing lần lượt nói lời chia tay với chương trình. Trên cả bất ngờ dành cho dàn anh trai và khán giả, Song Luân và Captain được hồi sinh vào phút cuối. Chương trình đã công bố rằng sẽ có thêm 2 anh trai được vào vòng chung kết và Song Luân và Captain được tất cả các anh trai lựa chọn để đi tiếp. Chương trình Anh Trai Say Hi đang đặt ra một chuẩn mực mới cho các nghệ sĩ trẻ tham gia chương trình, giọng ca chưa phải là tất cả. Điều khán giả cần là sự sáng tạo để mang lại những giá trị mới mẻ. Làng nhạc Việt những năm gần đây chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của những thế hệ ca sĩ trẻ đa năng là singer, songwriter, ca sĩ có khả năng sáng tác. Những tên tuổi tiêu biểu có thể kể đến như Hiếu Thứ Hai, Phạm Đình, Khánh Ngân. Quy tụ dàn singer, songwriter cùng có mặt trong đội hình nhóm nhạc toàn năng, Anh Trai Say Hi là chương trình âm nhạc thực tế hiếm hoi tại Việt Nam có format độc đáo. Mỗi vòng thi đều khắt khe, yêu cầu nghiêm túc về sáng tạo trong âm nhạc, tạo nên lứa singer-songwriter mới cho thị trường, với nhiều anh trai có khả năng sáng tác, viết lời, produce nhạc. Các boy band trong Anh Trai Say Hi có thể kết hợp nhiều thể loại và phong cách âm nhạc khác nhau, tạo ra những bản hit mới, bùng nổ từ sân khấu đến các bảng xếp hạng âm nhạc. Chương trình tạo ra cơ hội tỏa sáng cho các anh trai đã ra mắt hoặc chưa ra mắt, dù đang hoạt động solo hay đã từng có kinh nghiệm hoạt động trong các nhóm nhạc. Các anh trai không ngần ngại thử nghiệm với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, từ pop, R&B, hip hop đến ballad hay nhạc điện tử. Sự linh hoạt này giúp cho họ đáp ứng được thị hiếu âm nhạc đa dạng của khán giả hiện đại, đồng thời tạo ra những sản phẩm độc đáo và không bị gò bó bởi một phong cách cố định. Chương trình đã tạo ra một sân chơi mà ở đó sự tươi mới, sáng tạo của những ngôi sao Gen Z như là Hiếu Thứ Hai, Ryder, Captain, Quang Hùng Master D, Jisho, Pháp Kiều, Dương Domic được đề cao và khai thác tối đa, điều mà hiếm có chương trình âm nhạc nào làm được. Kết hợp với tinh thần teamwork và cái tôi nghệ sĩ trong một sân chơi, đề cao tự do sáng tạo, đội hình các anh trai đã tạo ra những sản phẩm âm nhạc mới mẻ và hấp dẫn. Những tiết mục trình diễn triệu view như Ngáo Ngơ 12 triệu view, Catch Me If You Can 11 triệu view, Hào Quang 11 triệu view, Thi Sĩ You Don't Care. Tinh thần đồng đội trong chương trình không chỉ giúp cho các anh trai học hỏi lẫn nhau mà còn tạo nên một môi trường sáng tạo đầy cảm hứng, nơi mỗi nghệ sĩ đều có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình. Bước đi táo bạo đầy khác biệt của show Anh Trai Say Hi như một làn gió mới kích thích sự sáng tạo và phát triển âm nhạc Việt Nam. Đội hình trình diễn của các anh trai liên tục thay đổi qua từng Livestack, nhưng có một điểm chung là mô hình của một nhóm nhạc kiểu mẫu với các vị trí vocal, rap, dancer, center, visual, giống như là mô hình của các nhóm nhạc K-Biz, C-Biz. Mỗi anh trai là hình mẫu một nghệ sĩ toàn năng, truyền cảm hứng cho khán giả về một thế hệ trẻ tài năng, năng động, là hình mẫu mà khán giả yêu thích khi cân cả hát, rap, sáng tác, viết lời, vũ đạo, sản xuất và visual. Chương trình đã tạo ra một loạt bản hit mới, phong phú về thể loại từ pop ballad, R&B, hip hop, bắt nhịp xu thế âm nhạc hiện đại và được công chúng yêu thích. 90% các bài hát trong chương trình đều nằm trong top trending YouTube Việt Nam và thống lĩnh trên các nền tảng nhạc số như Spotify, iTunes với 5 tỷ view ở trên đa nền tảng.